El abordaje, cách tiếp cận. El abordaje. El cansancio, sự lo lắng. El cansancio. El sismo, trận động đất. El sismo. Tính từ persistente là dai dẳng. Persistente là fatiga, sự mệt mỏi. La fatiga. La disfunción, sự rối loạn chức năng. La disfunción. Chẳng hạn như mình có cụm từ là dysfunction erectile là rối loạn cương dương. Erectile tính từ cũng là thuộc về cương dương á. Dysfunction erectile, rối loạn cương dương. Hoặc là mình có cái cụm từ là dysfunction immunologica, có nghĩa là rối loạn chức năng miễn dịch. Tính từ immunological, immunologica có nghĩa là thuộc về miễn dịch. Nó là tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ giống cái dysfunction. Dysfunction immunologica. Fraude, sự gian lận. Fraude. Mình có beneficio có nghĩa là lợi nhuận, lợi lộc. Mình sẽ có các cái từ mà xuất phát từ đó ra, chẳng hạn như chữ là el beneficiario hoặc là la beneficiaria, có nghĩa là người thụ hưởng, là giống đực giống cái ha. El beneficiario là giống đực, la beneficiaria có nghĩa là giống cái, là người thụ hưởng.